Chào tất cả mọi người. Thì xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình trở lại với mọi người với một cái chủ đề là ở Mỹ buồn hay vui. Thì mình thật lòng chia sẻ với các bạn là buồn chứ không vui đâu nha các bạn. Tại vì thứ nhất là mình là người mới, mình mới qua ban ngày mọi người thấy không, mọi người đi làm hết trơn rồi, cho nên mình ở nhà mình mới uổng như thế này. Thì hôm nay trời ngoài trời cũng không có đẹp lắm, cho nên mình quay trong nhà. Và mình nghĩ quay trong nhà thì chất lượng âm thanh nó tốt hơn. Thì đây, cái thế giới của phụ nữ đây. Phụ nữ mình lúc nào cũng thích làm đẹp mà, đúng không? Thì mình chia sẻ với một bạn như thế, các bạn như thế này. Khi mà chúng ta sang đây ấy, thứ nhất là tiếng Anh chúng ta không biết, chúng ta chưa đi làm, chúng ta cũng chưa có biết lái xe, rồi chúng ta cũng chưa có thẻ xanh, hoặc là chúng ta cũng chưa có quốc bổng Việt, nên đó về những trường hợp đi theo diện cao quan visa như mình. Cho nên cái thời gian này rõ ràng là chúng ta chỉ học ăn văn ở nhà và tìm cái lớp ESL để học. Thì trong cái thời gian này cũng sẽ có lúc chúng ta sẽ có những tâm trạng nhớ nhà hay là nhớ cái không khí sôi động của Sài Gòn. Cho nên rõ ràng là cái cảm giác ban đầu chắc chắn là nó sẽ có một chút buồn. Đầu tiên thì các bạn sẽ rất là hào hứng vì chúng ta biết Mỹ như thế nào, chúng ta được bạn chúng ta dẫn đi chơi, được đi đến những cái nơi mà chúng ta chỉ xem qua phim ảnh nên chúng ta rất là happy. Nhưng mà đâu phải chúng ta cứ đi chơi hoài, thì có một tuần hay hai tuần chúng ta mới đi một lần, còn chủ yếu là chúng ta sinh hoạt ở trong nhà. Thì các bạn thấy không, lúc đó chúng ta sẽ mới có cảm giác là sẽ cảm thấy buồn. Tại vì đi ra bên ngoài á, là đâu có ai người ta đi bao ba ngoài đường đâu. Ở đây á, mà muốn chạy ra ngoài mua đồ ăn này kia cũng rất là xa, chúng ta phải đi xe. Cho nên đồ ăn ở đây thường có hai ba tuần người ta mua một lần. Mình thì thường hai tuần nhà mình sẽ đi chợ một lần. Sau này mình sẽ giữ lại một cái bill, sau này mình sẽ show cho các bạn xem giá cả ở Mỹ như thế nào nhá. Còn bữa nay thì cái bill mình dùng hết rồi, cho nên mình sẽ nói về một cái chủ đề khác là chúng ta sống tiết kiệm ở Mỹ như thế nào. Thì các bạn ơi, mình cũng là người mới sang, thì dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng chưa đi làm, và cái thời gian đi làm thì đôi khi cũng có thể kéo dài hơn chúng ta nghĩ. Tại vì bản thân nếu mà tiếng Anh chúng ta tốt thì có thể chúng ta đi làm ngay. Nhưng mà rõ ràng những cái việc chúng ta đi làm nó cũng chỉ là lấy ngắn nuôi dài, chứ cũng không phải là những cái việc chúng ta đã chọn được lựa được ngay. Cho nên là rõ ràng cái việc đi làm mà đúng như ý muốn chúng ta nó cũng chưa hẳn là có được ngay. Thì các bạn ơi, chúng ta vượt qua nỗi buồn như thế nào? Bao giờ cũng vậy, cái gì cũng có mặt trái của nó. Chúng ta đến được Mỹ rõ ràng là một cái niềm may mắn, vì chúng ta đến được một đất nước văn minh, chúng ta được sống một cuộc sống mà chúng ta hiểu dân chủ là như thế nào. Rồi có những cái mà ngay cả người giàu ở Việt Nam cũng không được hưởng thì chúng ta đang được hưởng, như là về thực phẩm, về an sinh xã hội, về giao thông thuận lợi. Nói chung là rất là nhiều thứ. Nhưng mặt trái của nó là gì? Cái sự hòa nhập của chúng ta ở bên này nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vì chúng ta dùng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Nếu mà bạn nào mà họ đã học giỏi tiếng Anh rồi, đã có ngôn ngữ giỏi tiếng Anh rồi thì chúc mừng các bạn nhé. Thì các bạn không cần phải vất vả hòa nhập như những người amateur như mình. Thì đầu tiên mình sẽ học tiếng Anh ở nhà. Sắp tới mình cũng sẽ làm một cái video về cách học tiếng Anh tại nhà như thế nào cho hiệu quả. Và bây giờ thì mình dự định là mình sẽ vào mùa xuân sắp tới mình sẽ đăng ký một cái lớp ESL. Thì khi nào mình đăng ký lớp ESL thì mình cũng sẽ show cho các bạn xem. Còn các bạn ơi, chúng ta khi mới sang thì chúng ta cũng phải tiết kiệm thôi. Chúng ta giảm thiểu những cái nhu cầu cơ bản của chúng ta xuống. Cái chuyện ăn uống ở bên đối với Mỹ nó là bình thường các bạn ạ. Ăn uống thì các bạn không phải lo, các bạn cũng có thể ăn tôm hùm, các bạn có thể ăn cua hình đế, các bạn ăn những cái món các bạn thích. Thực ra nó còn rẻ hơn đi ăn nhà hàng một bữa các bạn có thể từ 60 đến 100 đô. Thì các bạn tiền đó các bạn mua cua, tôm cua các bạn ăn ở nhà cũng ok luôn. Thì đi ăn nhà hàng thì thực ra bên này ấy, cái văn hóa đi ăn nhà hàng nó cũng là một cái văn hóa đấy. Ít nhất là ngày tối thứ sáu là gia đình mình hay ra ngoài ăn. Thực ra sau này mình cảm thấy là cũng hơi cảm thấy tiếc tiền, tại vì đi ăn bên ngoài các bạn phải tiếp từ 15 đến 20%. Cho nên là nếu mà chúng ta nấu ăn được ở nhà là điều tốt. Còn thỉnh thoảng chúng ta cũng phải ra ngoài để tặng cho mình một bữa tối rất kỳ romantic là bình thường. Nhưng các bạn biết sao, ở bên này á, nếu mà chúng ta muốn tiết kiệm á, là chúng ta cứ đợi lúc sale chúng ta mua hàng các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cái hàng sale mình đã mua nhé. Các bạn biết không, Christmas này, Thanksgiving này, Black Friday này, ngày lễ, những cái ngày lễ quốc khánh này, hoặc là sau năm mới này, hàng sale rất là nhiều các bạn ạ. Tại vì nếu không là chúng ta đi mua đồ trái mùa giống như mùa đông chúng ta đi mua đồ mùa hè. Tại vì có một số đồ chúng thực ra là nó vẫn mặc vẫn là đẹp, chứ không phải là quá lỗi mốt. Tại vì chúng ta đâu phải là mua đồ đâu mà chúng ta cần phải chạy theo mốt quá nhiều, miễn là cái gì chúng ta thấy đẹp thôi. Cho nên là mới sang thì chúng ta cứ tiết kiệm nhé.
Các bạn biết không, một cái cửa hàng tên là cửa hàng Rose, là viết chữ R-O-S-S, Rose, Rose nha các bạn. Ở trong đó các bạn sẽ tìm được những cái thứ cũng rẻ lắm. Mặc dù các bạn phải chịu khó tìm kỹ, có một số hàng hiệu nó cũng bị nó cũng dạt về đó, đôi khi nó chỉ còn một hai chiếc, hay nó có những cái lỗi nhỏ tí ti nào đấy. Thực ra là chúng ta mặc vào nó vẫn rất là đẹp, như những cái áo khoác của Michael Kors, hay là những cái váy của CK, hay là những cái quần CK, hay là những hàng hiệu như Nike, hay là nói chung là có một số cái chúng ta vẫn có thể mua rẻ được. Như nước hoa mình thấy ở đấy rất là rẻ nha các bạn. Mặc dù bạn mình nói với mình là cảnh báo với mình là đôi khi nước hoa đấy nó cũng lâu rồi, nhưng mà các bạn ơi, miễn còn hạn sử dụng chúng ta vẫn xài được. Các bạn xem hai chai nước hoa mình mua rất là rẻ này các bạn. Đây, cái chai nước hoa này là chai nước hoa CK, mình mua giá có 10-12 đô này các bạn. 12 đô các bạn thấy không, đáng yêu không? Bây giờ mình nói tiết kiệm, mình cứ xài như vậy thôi. Đó, có 12 đô là các bạn thấy không? Cho nên các bạn nhớ nhé, ở Việt Nam chúng ta đem đồ sang bên này cũng không cần đem đồ nhiều đâu, đem tiền thôi các bạn ạ. Đem tiền thôi, rút kinh nghiệm từ mình này, mình đem rất là nhiều đồ, thậm chí mình may hai cái váy để làm cái tiệc 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 kết hôn là cũng gần 10 triệu. Thực ra mình thấy tiếc lắm các bạn, tại vì tiếng Anh mình chưa tốt ấy, cho nên mình cũng chưa tổ chức tiệc được. Tại vì khi mà tổ chức tiệc là các bạn phải giao lưu, các bạn phải nói chuyện, mà các bạn không nói chuyện được ấy, thì nó kỳ lắm. Đó, cái đó một cái chai thế này là của hiệu Elizabeth. Elizabeth, các bạn thấy chữ không? Hy vọng là các bạn thấy rõ. Elizabeth, cái chai này cũng có 13 đô nha các bạn. Các bạn thấy không? Cho nên là chúng ta tiết kiệm cho nên vẫn xài hàng hiệu được, vẫn xài đẹp được. Đó, còn đó, nhiều khi mỹ phẩm á, các bạn biết không? Mỹ phẩm bên này á, cái hàng này này, nó cái hàng son này này. Các bạn thấy không? Cái hàng son này là cái hàng mình nghĩ là mới sang chúng ta cũng không cần phải xài hàng cao cấp. Hàng cao cấp như là Estée Lauder hay là những cái hàng cực kỳ cao cấp của Mỹ, chúng ta xài những hàng mà bình dân, thực ra nó vẫn là hàng tốt như Maybelline, Maybelline, CoverGirl. Và cái hàng này là cái hàng tên nó là chữ chữ cũ nó là NYX. Mình đây, các bạn thấy không, các bạn thấy chữ không đó, NYX. Tại vì những cái hàng này các bạn biết nó chỉ có mấy đô thôi, hình như cái này mình mua 7-8 đô gì đó. Và khi mình mới sang đây các bạn biết không, là mình có một mình gom cái tiền xu của bạn mình đó, nó để bao nhiêu năm nay khoảng cần cả 100.000 tiền xu á, tiền xu như thế này này, quên mất mình để cái lọ ngoài kia rồi. Những cái tiền mà nhỏ nhỏ hết thì mình không hết. À đây, mình cho các bạn coi cái đống tiền xu, các bạn đợi mình nhé. Được tiền xu của mình không? Cái tiền xu này là mệnh giá rất là nhỏ, mình còn hai hộp tiền xu nữa, nhưng mà cái tiền xu đó mệnh giá nhỏ. Còn cái tiền xu mà bốn xu nó thành một đô á, các bạn biết không? Mình đi mua, mình bắt đầu mình đi, mình thấy cái sao mà chả như nó có 7 đô đúng không? Mình bỏ trong túi khoảng 5 đô tiền xu là 20 sen, 20 cái đồng sen đấy. Thế là mình bỏ vô. Thế là bạn mình nói là mình là cô gái 5 đô, nhưng sau này mình tăng tốc lên là 10 đô và mình đã mua được rất là nhiều son. Rất là nhiều son ở đây, toàn là giá mấy đô thôi, cũng vẫn là cái hiệu đây, cái hiệu này mà mình cứ đợi sale giảm giá xuống, nó còn khoảng 5-6 đô là mình mua, cho nên mình mua được quá trời son cho mình luôn, quá trời son cho mình luôn. Nó chỉ có mấy đô à, các bạn thấy đã không, mấy đô à, thì mình mua bằng cái tiền xu đó các bạn. Tiền xu đó tới 100 đô mình mua được nhiều mỹ phẩm lắm, mình mua được nhiều mỹ phẩm mà có những cái lúc nó vẫn sale nha các bạn. Đó, những cái mình là mình thích cái tông màu nude, cho nên các bạn thấy mình, tại vì ở Việt Nam mình nhiều tông màu nổi lắm rồi, cho nên là mình chơi những cái màu nude. Có mấy đô à, thì các bạn thấy không, đây là cái của Maybelline, đây này của Laura, là những cái hàng bình dân ở Mỹ thôi các bạn, nhưng mà rõ ràng là nó vẫn là hàng tốt. Chúng ta mới sang, chúng ta đâu cần phải nhu cầu xài hàng hiệu, chúng ta vẫn có mỹ phẩm chúng ta xài, mà chúng ta mua tiết kiệm. Có những cái mình mua giảm giá còn có 3 đô các bạn. Các bạn coi cái tông phấn má này, phấn má của CoverGirl. Các bạn thấy không, cái này mình mua giảm giá còn có 3 đô. Thực ra ở Tây á, là nó chuộng cái trang điểm tông tự nhiên và cái tông son nude, và hoặc là cái tông nó không có đậm, không má hồng chót như mình, cho nên mình đã chọn có 3 đô. Đó, còn các bạn coi luôn cái hộp này á, mình được giảm, bình thường cái giá gốc nó cũng là của hộp phấn mắt của NI
NIS. Thực ra cái này của nó là hai mươi mấy đô mà giảm giá còn 11 đô, mình hốt luôn. Đó, mình cũng có lấy tiền xu, mặc dù nó hơi quê sệ một tí, thì hạn như là mình lúc mình bóc cũng tiền á, thì mình cũng nói là sorry. Thực ra là có những người người ta cũng cũng không vui, nhưng mà đa số là người ta cũng khoe khoang chuyện đó thôi, tại vì mình móc ra mình đến với người ta luôn, cho nên mình đã mua được rất nhiều mỹ phẩm nhờ cái 100 đồng xu đó của mình. Rồi các bạn biết không, ở đây những cái cho các bạn coi này, cho nên ở đây chúng ta tiết kiệm, chúng ta vẫn xài được, chúng ta tiết kiệm, biết cách tiết kiệm, chúng ta vẫn xài được đồ đẹp. Các bạn thấy hàng cái hàng bốn cái son này của mình không, cái này là của son của MAC á, các bạn thấy bốn cây không, bốn cây nhí này của mình mua giảm giá 40%, còn 20 đô này các bạn, xem đi, 5 đô một cây. Cái tông màu của nó mình cho các bạn coi nhé. Đó, nói chung là mình cũng chuộng theo cái tông màu nude hoặc là màu bã đậu thôi. Đó, phụ nữ mà. Đó, bốn cây. Son rất son nhí nhí rất là dễ thương cho các bạn. Đó. Cho nên ở Mỹ mà chúng ta tiết kiệm, chúng ta vẫn xài được đồ đẹp mà. Chúng ta vẫn xài được đồ đẹp, các bạn thấy đã không? Đó, chúng ta vẫn xài được đồ đẹp. Cho nên các bạn sang bên này các bạn đừng có mua đồ Việt Nam nhiều. Các bạn cứ để dành tiền đem sang bên này nhá. Mới đầu sang thì chúng ta cũng phải làm cho chúng tự tự làm cho chúng ta vui, chúng ta tự học ăn văn, rồi chúng ta nghĩ rằng là đến được Mỹ là một sự may mắn cho chúng ta, nên chúng ta phải cố gắng. Sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều về cái kiến thức học tiếng Anh này kia, vượt qua buồn chán. Rồi các bạn thấy không, cái hiệu này, hiệu Clean Q này là cái hiệu cũng khá đắt tiền ở Việt, mà các bạn thấy ở Việt Nam bán. Ở bên này mình đã mua giảm giá cái này, hai hai cái tuýp này là một cái tuýp sữa rửa mặt và một cái tuýp là bôi kem làm ẩm. Ở bên này chú ý nhất là các bạn phải làm ẩm, giữ ẩm da nhé, hàng ngày các bạn vẫn phải bôi kem ẩm da, tối đi ngủ các bạn phải giữ ẩm, tại vì cái làn da chúng ta lão hóa đi nhanh là vì chúng ta bị khô da, chúng ta không bảo vệ cái sự ẩm da. Ở bên này cái khí hậu nó tốt, cho nên cái chất nhờn trên da mình nó cũng ít ra, cho nên là da mình ở Việt Nam rất là nhờn. Và cái thằng này thì mình mua để mình xài sữa rửa mặt và mình xài cái ẩm da hàng ngày, hoặc là mình làm phần lót khi mình trang điểm. Có 5 đô nha các bạn. Giá gốc của nó là 8 8 đô rưỡi, nhưng mà mình mua giảm giá thêm 40% gì nữa, nói chung là nó tính khoảng 5 đô. Một tuýp này là có 30 gram, cho các bạn coi. 30 gram. Các bạn thấy không? Số tiết kiệm, nếu mà chúng ta biết số tiết kiệm chúng ta vẫn có hàng xịn xài. Các bạn thấy đã không? Cái thực ra một tuýp này đi du lịch rất là tiện nhọn, mà thậm chí chúng ta còn 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 nói chung là bỏ đi đâu túi xách cũng rất là nhỏ gọn, rất là nhỏ xinh đó. Rồi các bạn thấy thấy cái này nữa, đây cái hàng này là cái hàng chắc chị em rất là thích, Victoria's Secret. Các bạn biết không, trước hiệu Happy New Year Victoria's Secret giảm đồng loạt cả áo ngực cả mọi thứ, là giảm còn có bao nhiêu, 50% luôn nha các bạn. Mình thì tiếc quá các bạn, mình mua một cái áo ngực rồi sau đó mấy ngày sau nó giảm, cho nên mới đầu tiên mình không có kinh nghiệm ấy, còn cái này giảm còn có 5 đô. Vừa rồi mình thấy nó giảm còn có 4 đô nha các bạn. À 6 đô chứ, nhưng vừa rồi mình thấy nó còn giảm đồng loạt được 4 đô kìa. Nhưng mà nó chỉ giảm mấy ngày thôi, cho nên nhiều khi chúng ta cứ đăng ký qua email siêu thị này, hoặc là những cái nhãn hàng mà chúng ta yêu thích ấy. Tại vì khi nào nó có sale là nó sẽ gửi mail cho chúng ta canh, chúng ta đi mua. Nhiều khi mua online cũng được giảm giá mà. Bên này người ta mua online nhiều lắm. Đó, rồi cái hiệu dầu này các bạn thấy không? Dầu biotin, biotin là dùng cho chống rụng tóc cho các chị em phụ nữ. Dầu này ở Việt Nam có bán, các bạn rất là mắc tiền. Chai này 700ml, 750ml, có khi lên tới 1 triệu đấy. Nhưng ở đây mình mua, mình cũng can sale, mình mua, mình nhớ không lầm là nó chỉ còn có 11 đô thôi, 11 đô thôi. Các bạn ơi, cứ đợi sale chúng ta mua, kinh nghiệm nhá, chúng ta không đừng có vội vàng, chúng ta cứ đợi sale. Đó, rồi còn cứ về túi xách nha các bạn. Túi xách sale đây, tết tèn tèn tèn, mình đã tặng cho mình một cái túi xách, mình một túi xách hàng hiệu Microcos. Đương nhiên mình chưa đi làm, mình chưa có tiền, mình chưa mua được những cái túi LV hay là Hermes. Thực ra những cái đấy nó đắt tiền quá, mình cũng không giờ mình nghĩ đến, tại vì mình cảm thấy rất là lãng phí. Mình chỉ cần xài như thế này là đủ rồi. Microcos, cái này giá gốc là 368 đô, nhưng mình đợi sale mình mua. Và các bạn không, có một cái cửa hàng chuyên bán đồ sale là Outlook Rock Pro gần nhà mình đi khoảng 30 phút, mình cứ kêu ông bạn của mình chở mình đến, buổi sáng thả mình đó, chiều đó về mình
tha hồ xem, tha hồ mò mẫm ở đó. Đó là một cái thú vui của phụ nữ, mua không mua mà thích đi xem đúng không? Ở bên này có một điều tuyệt vời là các bạn biết không, đi sang đi vào cửa hàng xem ấy, người ta đều rất khoe khoang mình có thể không mua người ta cũng rất là vui vẻ, chứ không như ở Việt Nam. Cho nên các bạn cứ an tâm, tha hồ vào, tha hồ thử, tẻ le hết trơn, mua hay không do mình, rồi mình chỉ mua nó với cái giá 100 101 thôi các bạn ạ. Các bạn thấy không, cái ten ten cái này thực ra xài được với rất là nhiều quần áo đó. Chúng ta tiết kiệm, chúng ta đem sang Mỹ một ít tiền, chúng ta cứ đợi sale chúng ta mua khi chúng ta chưa đi làm. Nhiều khi chúng ta là bây giờ đang là cái kẻ ăn nhờ ở đậu, ông xã nuôi, thì chúng ta nhiều khi chúng ta cũng cũng tùy vào cái hoàn cảnh kinh tế của mỗi người, nhưng mà chúng ta cứ nâng cao cái tinh thần tiết kiệm nhá. Tiết kiệm vẫn xài được đồ đẹp, các bạn thấy không, từ nãy giờ mình bóc ra những cái giá toàn là giá rẻ thôi, đâu có cái nào mà mắc tiền sang chảnh đâu. Tèn còn cái này nữa, cái này là cái hàng này cái hàng Tommy. Ở Việt Nam các bạn biết là cái hàng Tommy, thực ra mình có một số quần áo mình cũng mua hàng hiệu như Tommy này, Banana Republic này, CK này, quần có mấy chục đồng thôi, nhưng mà thôi quần áo mình không khoe, mình chỉ khoe mấy cái đồ lặt vặt này thôi. Tommy này, cái nếu như cái này chúng ta sẽ đeo khi chúng ta mặc đồ thể thao hoặc những đồ nó hơi bị cá tính một chút này. Mình là người rất điệu như các bạn, và mình cũng muốn phụ nữ chị em lúc nào cũng phải đẹp, phải điệu, phải yêu đúng bản thân mình, đừng có vì cái gì cả, mà đừng có vì một cái gì đó mà phải hy sinh cái này cái kia. Hy sinh nhưng mà phải xứng được được đền đáp với các bạn. Đây, cái này mình mua còn 40 đô, giá gốc của nó là như là 80 đô ấy. Đó, cái này chúng ta đeo với lại là đồ đồ thể thao, đồ thể thao. Rồi, đây cái này nữa, cái này mình chỉ cái này giá gốc của nó là 200, cũng là micro gold. Mình thích cái tông màu này, thực ra cái màu này là cái màu màu truyền thống mà đa số chị cái hàng LV nó cũng hay làm màu này. Và nói chung là chắc màu này thì nó cũng nhìn nó cũng có một cái mà nói chung là một cái thương hiệu của rất nhiều nhãn hàng nó dùng màu này. Đây, cái này 250 mấy đô mà mình mua còn 60 đô đây các bạn. Giảm sale off xuống còn eo off xuống 70%. Mình chỉ mua với cái giá 30 đô thôi. Các bạn thấy không? Những cái này khi chúng ta đeo rất là thời trang, chúng ta về Sài Gòn chúng ta đeo này nhìn rất là sang chảnh, chứ đâu phải là bèo nhèo gì đâu. Ở Việt Nam chúng ta mua toàn là giỏ Trung Quốc thôi các bạn. Chắc là sau này khi mình về Việt Nam mình sẽ phải bót lên, nếu các bạn nào muốn thì mình sẽ mua, mình cũng vẫn mua theo cái giá bill, thì cậu thì chỉ tính thêm cái phần trăm thuế hoặc là một chút cái phần phần bonus để mốt nó cho mình theo kiểu là mình đem về thôi, chứ còn bill 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 tính tiền mình vẫn đem cho các bạn xem. Đây, cái này mình mua cũng 40 đô, cái này giá gốc nó là 180 đô. Một cái bóp tầm tay chúng ta có thể để điện thoại, nhiều khi chúng ta đi ra ngoài chỉ cần một cái sắc nhỏ như vậy rất là dễ thương đúng không các bạn. Đó, chị em phụ nữ chúng ta nói là như vậy, chị em phụ nữ chúng ta là phải yêu thương bản thân mình. Cho nên chúng ta ơi, các bạn thì các bạn ở bên này hay ở Việt Nam cũng vậy, các bạn trước khi đi ngủ các bạn phải làm sạch da, của rửa mặt nhé, sạch, làm sạch da của mình. Sau đó chúng ta dùng cái nước hoa hồng, mình đây cái này là nước hoa hồng của mình đem từ Việt Nam sang cái nhãn hàng này, mình cũng rất là thích nhãn hàng của Pháp. Mình xài, mình cũng mua ở Việt Nam lúc nó sale off 50% nha mình các bạn. Mình chắc là gọi là nữ hoàng sale off, tại vì các bạn ơi, mình cứ sống ở đâu mình cứ cứ vẫn xài đồ, nhưng mình cũng phải cân nhắc tiết kiệm, chúng ta mua cái gì chúng ta cần thiết thôi. Tại vì khi mà mới sang nhiều khi là chúng ta phải tiết kiệm, mà chúng ta mua những cái gì cần thiết, nhưng những cái này là cần thiết cho chị em phụ nữ khi chúng ta rửa mặt. Đây, cái chai này của mình xài lâu lắm cho các bạn, mình mua nếu như mà tính ra mình không nhớ hồi đó mình mua giá bao nhiêu, nhưng mà các bạn biết không, nó sale xuống thì mình mua như cặp này có 500 thôi, giá gốc của như 1 triệu ấy, mà mình xài cả năm đấy các bạn ạ. À, mình đem từ Việt Nam qua, đây là sữa rửa mặt chống nhờn vì da mình nó hơi nhờn, nhưng mà cái này là hàng thiên nhiên của Pháp, xài đã lắm. Lâu lâu nó cũng có khuyến mãi ở ở ở ở gì nhỉ, ở ở cái tầng mà thực ra các bạn nếu mà các bạn hay chơi Facebook các bạn sẽ thấy lâu lâu nó có một cái hội ngày hội khuyến mãi ở ở Rạp Rết, à đúng rồi, nó sẽ khuyến mãi rất là nhiều cái, các bạn cứ đi săn lùng các bạn sẽ mua được cái nhãn hàng này, xài rất là thích. Sau đó các bạn nên khi mà rửa mặt sạch xong, chúng ta tẩy trang này kia, tẩy trang cho nó rất là quan trọng, rửa mặt sạch xong chúng ta dùng nước hoa hồng cho nó sạch mặt, sau đó chúng ta bôi những cái kem dưỡng dưỡng cho chị em phụ nữ. Và các chị em phụ nữ đừng bao giờ quên cái kem này nha các bạn, kem cho vùng mắt, cái vùng mắt rất là quan trọng. Cái mình cũng đem từ Việt Nam sang cái bộ mỹ phẩm của Ahui, thực ra mình mua hồi đó mình cũng đi đi Hàn Quốc xong mình cũng mua hàng hàng ở trong miễn thuế 100 đô một bộ Ahui này nha các bạn, mà mình xài rất lâu rồi. Nó có một bộ lớn một bộ nhỏ, hai cái chai của nó to đùng như thế này luôn các bạn, hai cái chai của nó to đùng như thế này,
Còn một bộ nhí cực kỳ dễ thương nữa, cực kỳ dễ thương. Ở đây mình mở tủ ra mình cho các bạn coi. Cho nên là chúng ta vẫn cứ xài đồ đẹp được, mà chúng ta cứ xài trong tinh thần tiết kiệm, và chúng ta vẫn xài được đó. Các bạn thấy một cái bộ nhí này dễ thương không? Khi nào chúng ta đi đâu xa chúng ta có thể đem theo đó. 100 đô của mình mua hàng miễn thuế là đi, khi đi Hàn Quốc thì mình mua một cái bộ đó mà mình xài, mình đem sau đây mình xài mà gần như là chắc cả năm nay mình vẫn chưa thấy nó hết, mình cũng đang mong nó hết. Thì mình đó, các bạn thấy không, mình hôm nay mình hơi quẩn một chút, mình cho các bạn coi một cái số hàng của mình, một cái số hàng mà mình mua sale hết, ngay cả cái chai này nha các bạn. Cái chai này là cái chai dưỡng, cũng dưỡng thể của Neutrogena. Neutrogena là một cái hàng khá tốt của Mỹ nhưng mà giá nó cũng rất là tốt. Các bạn biết không, lúc mà trước trước Christmas là mình thấy đồng loạt ở trong siêu thị nó giảm giá 30%. Cho nên nếu mà các bạn ở đây quen là các bạn cứ cứ canh sale cho mình nhé, canh sale cho mình cả ngày, cả đi chợ búa cũng vậy. Clip sau mình sẽ làm về về mình sẽ giữ lại những cái view đi chợ của mình để mình show cho các bạn xem, chứ bây giờ mình nói mình sẽ không nhớ chính xác. Thì ngày hôm nay mình hơi gỗ một chút, thì rất mong chị em phụ nữ mình nhớ nhé, khi chúng ta sang bên này chúng ta phải tự tạo niềm vui cho mình tạo niềm vui cho mình, và chúng ta phải chăm sóc bản thân mình bằng những cái mỹ phẩm như mình sự do sự lựa chọn của các bạn. Nếu mà chúng ta ít tiền chúng ta vẫn có thể mua được những mỹ phẩm như mình ấy, son chứ không có 5-6 đồng, rồi những cái mỹ phẩm mà làm cho da của mình thì nó cũng không hề đắt. Thì rất mong là các bạn là sẽ tìm được niềm vui và luôn luôn chăm sóc bản thân mình. Xin chào các bạn và chúc các bạn một ngày vui nhé. Xin chào.